Trời ơi, cái nè Bi. Quay anh nè, quay. Quá trời luôn à cả nhà, nơi ở của Bi nè. Mình thấy có cái thứ nhất là nhìn vô là điều đầu tiên là mình thấy là con rất là nhiều. Rất là nhiều con. Cái thứ hai nữa là khăn giấy. Ê, không được hả, cái gì vậy? Hả? Sao vậy? Giấu gì đó hả? Còn nếu mà đi chơi với bạn nó về mà cho chơi hàng vô á thì nó thức sáng đêm luôn á. Hai bữa thỉa luôn, nó nhảm nói chuyện suốt đêm luôn, một nó nói nè. Nó với khang tiếng một tới sáng, có đầu bữa sau nữa, hai bữa sau nó mới hết. Tao biết nó có chơi rồi đó. Bây giờ dễ biết lắm. Nó thức không mà nó không ngủ, vậy nó không ăn nổi nữa. Lúc trước nó hút thuốc là hai gối luôn á, tay nó vàng luôn á, nó sợ khiến xong bỏ thuốc rồi, hút quá từng qua nơi đất luôn. Có lâu lâu đi là bạn bè xin tiền á, rồi đi mua quần áo, rồi nhiều khi nó mua nước rửa tay đó, cho nó có 30 ngàn đâu đủ đâu, phải lâu lâu tuần lễ mới đi xin lần. Đi rồi bạn bè quán xin người cho 50%, mấy bạn cũ đó. Tôi thấy người ta cho á. Xin chào quý cô chú anh chị, trở lại video tiếp theo của Tài. Lời nói đầu tiên Tài chúc cô chú anh chị có thật nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Hôm qua thì Tài đã chia sẻ một đoạn video ngắn về cô bé có tên là Bi, sống trong cái căn nhà hoang đó với cô chú anh chị. Hôm nay thì Tài trở lại Bình Chánh này để mà tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình ba và mẹ của em Bi như thế nào cả nhà. Để không làm mất thời gian của quý cô chú anh chị thì sau đây Tài mời cả nhà đồng hành cùng với Tài ở video này vào bên trong cái căn nhà của ba mẹ của em Bi đây, để mà tìm hiểu rõ vì sao mà em Bi lại chọn một cái nơi căn nhà hoang đó để mà sinh sống mà không đi về nhà ba mẹ của mình để sinh sống ở cả nhà. Câu chuyện của cô gái xinh đẹp ở trong căn nhà hoang á thì anh em mình có tìm hiểu và cũng có trò chuyện với bé, nhưng mà bé thì lúc mơ lúc tỉnh, lúc thì nói chuyện được còn lúc thì không. Thì sau khi anh em mình tìm hiểu bà con ở đây thì biết được đây là mẹ của bé Bi, thì bây giờ anh em mình sẽ trò chuyện trực tiếp với người mẹ để biết được thêm về cái câu chuyện của cô gái này và hoàn cảnh của gia đình thì nghe nói cũng rất là khó khăn. Dạ tụi con chào cô nha. Cô là mẹ của bé Bi đúng không cô? Mẹ của bé Bi. Dạ, thì cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi hả? 52 tuổi rồi. 52 tuổi rồi. Thì cô tên gì ha? Tên Nhung. Dạ, cô Nhung. Thì con thấy nhà mình ở đây luôn hả cô? Ừ, ở đây đó, dạ luôn. Dạ, thì bé Bi nó bệnh như thế nào, với lại là nó sống ở trong căn nhà này bao lâu rồi cô? Nó sống nhà bên đây hả, nhà qua bên đây hả? Dạ. Nay 4 năm rồi. Tại vì rút hổm nhà bên đây dột rồi, nó qua bển ở nhà bên đây bị đô thị đập á, giờ qua bên đó nó ở. Dạ. Tối qua đó ngủ, ban ngày về đây ăn cơm. Dạ. Là cái căn nhà này là bé Bi đã sống bên đây là đã 4 năm rồi. Ừ, 4 năm. Căn nhà thì vẫn có chủ bình thường có không? Có chủ, cô? Sắp sửa người ta đóng cửa người ta đuổi đi á, giờ cô mới sửa rồi bên đây cho hết dột, còn giờ nó qua ở. Dạ. Hôm nay người ta nói 1 tháng rồi người ta xuống người ta đuổi đi, bên này đúng 1 tháng rồi, cuối tháng này nè. Dạ. Bé Bi thì nó bao nhiêu tuổi vậy cô? Nay nó 28 tuổi. 28 tuổi ha. Nhưng mà lúc mà trò chuyện với anh em mình thì Bi nói 25 tuổi. 28 tuổi. Lúc hộp nó nhớ nó tuổi tí 28 mà sao nó quên nữa. Dạ. 28 tuổi, tuổi tí. Thì hồi xưa thì em nó cũng bình thường hả cô? Xưa bình thường đi học năm lớp 7 xong rồi cho đi học nghề, năm 14 tuổi cho học nghề cắt tóc á, ở xã đưa đi. Rồi bắt đầu về học được năm, thì đi làm được mấy tháng rồi cái bắt đầu đi chơi đi hàng đá. Bệnh nay 6 năm tới giờ luôn. À, thì là em nó dính vô là cái hàng đá. Nó không chơi thì nó cũng bình thường, nó chơi về là nó một ngày một đêm là nó nhảm, nó chửi, nó không có ngủ. Dạ. Giờ nó bị não luôn rồi. Em nó bị vụ hả cô? Chơi với bạn bè đó, đi làm tóc á, mấy bạn trai vũ á, rồi đi. Không có đưa đi được, cô hổm nay cách nay 3 năm, cô có đưa lên trường được 2 tháng rồi về. Đóng tiền 1 tháng 5 triệu thôi, không có tiền thôi, được 2 tháng rồi cho nó về. Nay cũng 3 năm rồi. Đưa lên viện đưa lên trường á, trường cai nghiện á. À, trường cải tạo ha. Dạ. Thì con thấy bây giờ em nó có giống như là nó có vấn đề về tâm lý luôn á con. Bây giờ nó bị bệnh rồi. Giờ là chuyện ngồi qua tâm thần luôn rồi ha. Nhiều khi ngồi nói chuyện mình nó cười, nó muốn làm à. Nhiều khi nó tỉnh, nhiều khi nó nói chuyện một mình vậy đó. Dạ. Hồi trước á thì em nó đi cũng đi học bình thường. Đi xong học, rồi, xong thì... rồi tại vì chơi cái chất đó đó, rồi mới sau rồi mới bị nhũng não thì bệnh á. Dạ. Cái lúc trước thì nó chưa bệnh, bệnh nay 6 năm rồi. Năm nó 21, 22 tuổi rồi nó về nhà nó bệnh tới giờ. Nó đi không rồi, nó mất cái thời gian sang bệnh nó mới về nhà. Là nó không có tiếp xúc với bạn bè nữa, bạn bè không có lợi nữa. Lúc trước thì có bạn bè nhiều. Lúc này có mấy bạn cũng như trai lại vũ đi á. Dạ. Đi đã cái về mà đi một đêm luôn, bữa hổm dẫn nó đi một đêm luôn. Tới
chiều này đi tới sáng mai, chiều mai về cái nó bệnh luôn, nó không ăn cơm, nó uống nước thì tiêm không hai ba ngày, hai ngày sau nó mới khỏe lại, nó mới ăn được. Dạ. Còn nên nó đi ngoài đường, nó muốn đi là người nào vũ vũ mình đâu có biết ai đâu, theo dõi nó hoài tối ngày, chiều là nó đi về tới 9-10 giờ mới về. Như bây giờ là buổi chiều rồi, là nãy con thấy là em nó đi rồi đó. Đi qua bên tiệm em bển chơi, chơi được 2-3 tiếng hồ vậy rồi cũng đi á. Thì bộ người ta bị đập mới luôn. Dạ. Rồi có đôi lúc mà em nó lên cơn rồi nó đập phá là la chửi gì không cô? Thì nó chửi nè, chửi cô cũng kêu mày tao, kêu cũng đỉ thì kêu thôi chứ. Chứ đồ quần áo đó thì nó đốt thôi chứ nó có đập đồ ai, nhà đâu có gì đâu đập. Ổng nó gom đồ cô cũng đốt một lần, hồi đó mền mụn đốt hết luôn. Trời ơi. Bận đồ cũng đốt hết à. Nó không có giặt. Là lúc đó là em lên cơn ha. Rồi mới đây nè, giờ cũng vậy, nó bận đồ nó bận rồi nó cảm thấy hơi ấy là chừng 2-3 lần đó là nó đốt hết. Dạ. Nhưng mà cô thấy là bây giờ là em nó tỉnh hơn hồi xưa không? Giờ nó đỡ hơn, ổn chút xíu. Và giảm hơn, lúc trước nó quậy tại lúc hổng nó chơi hè, nó quậy rồi lúc này nó bệnh rồi nó cũng đã đỡ. Đi rồi về vậy đó ngủ. Nó đốt bao quần áo chết cái mai luôn. Có khi nào mà em nó đốt đồ mà nó cởi đồ nó chạy ra ngoài đường không cô? Không, chưa có vụ đó. Chưa vụ đó ha. Chị nó thay đồ, nó đem quần áo ra, cảm thấy nó bận, nó bỏ, nó chê đồ đó, đem cho nó đốt. Để dạ. Là hai bộ, bà không bỏ, không bận. Dạ. Rồi với nó đi ra đường, nó đưa lấy đồ người ta, nhiều người không biết, họ quýnh, nó sợ đó. Dạ. Lấy đồ vậy đó. Rồi có chứ khi nào mà em nó đi lạc mất tiêu mà phải đi kiếm không cô? Có, đợt nay cách 3 năm rồi, có đi 2 tháng trời, tưởng nó mất luôn rồi. Đi theo bạn đó, giờ bắt đầu có bữa đó, nó bao xưa nó chạy về đây. Giờ có hai thằng nó lên kiếm đó. Rồi có lần nó đi 2 tháng trời mới về, tưởng nó mất tích luôn. Dạ. Có đăng màu kiếm rồi mà đâu biết được đâu kiếm. Đi khỉ 2 tháng rồi về. Có đợi có thôi. Đó là mà mất tích 2 tháng trời luôn. Giờ cái bắt đầu gần như là nó đi với mấy thằng bạn không cho về sao á, bắt đầu bữa đó sao nó thoát nó chạy về. Rồi cái một bữa sau có hai thằng bạn nó lên vũ nó đi, nó không đi. Bắt đầu mấy ông anh này dần gần như là la nó, dí nó, giờ thôi không có lợi nữa. Nói chung là cái câu chuyện của bé Bi thì cũng là một cái câu chuyện để cảnh tỉnh cho các bạn trẻ bây giờ á, nếu mà chơi phải lựa bạn chơi. Đi học tại vì nó sao nó đi học nghề làm tóc rồi có tiền rồi, chứ bộ làm massage gọi đầu nam rồi làm hay lắm, chắc hơi đâu á. Dạ. Nó làm được qua vô đó, chứ tóc thì nó chưa biết cắt, biết làm móng thôi à, học mới có 1 năm mà. Dạ. Trên trường Nguyễn Chẩu á, nó ở xã này đưa đi nè, trường nó sống sung sướng lắm. Rồi nó về cho bạn bè đó. Rồi cô có chở em đi khám tâm thần không? Có đợt hổm có đi khám lãnh thuốc rồi thôi. Giờ nó bệnh đó, giờ khám thì chỉ nó đừng có chơi nữa thì nó hết bệnh. Nó chơi vô thì nó bệnh. Chứ đâu có thuốc mà muốn hết đâu. Dạ. Nhưng mà con nghĩ bây giờ bé nó ở trong nhà vậy mà gia đình mình khó khăn nữa thì tiền đâu mà nó chơi? Bạn nó ba bao. Là bạn lấy... cũ ha. Có bạn đó, nhiều khi bạn trai ở bên chợ đầu mối mấy thằng cũng như chơi thấy vậy, vũ nó đi vậy đó, chứ lâu lâu mới vũ đi một lần chứ không phải vậy hoài. Dạ. Chứ nó đâu có tiền đâu, nhà đâu có, hồi đó giờ đâu có khi nào cho tiền nó chơi đâu. Hồi nãy được 200 ngàn đây không biết có đi chơi không á, đi chiều nay về bắt đầu nhảm là biết bệnh rồi. Nên không có cho tiền nó nhiều, giữ tiền nó dành cho nó mua đồ cho nó ăn không à, ngày cho nó mấy chục ngàn. Bởi vì anh em mình cũng sơ ý á, nãy đưa tiền cho con bé. Đấy, chắc ai đứa con biết, nhiều khi nó đi rắc ra sắm quần áo không chừng á. Dạ. Nhưng mà con ở đây mình không có biện pháp nào để cho bé nó được đi á cô, mấy chứ mình đi gì thấy nguy hiểm quá vậy. Có biện pháp nào đâu, thì nhà nó đi vậy chứ giờ đâu có xiềng nhốt nó được đâu. Nhờ ở xã đưa đi mà xã không có đưa đi được, đưa lên trường á. Dạ. Cho nó ở có chỗ ổn định rồi nó làm lao động á, rồi mình tháng lên thăm lần. Mà đó giờ mà lâu lắm mà mấy năm nay rồi cô đi xã nó không có đưa đi. Mà đưa đi phải đóng tiền, tháng 5 triệu tiền còn đóng. Dạ. Còn người ta đưa đi bắt ngoài đường, có nhỏ kia cũng nay 30 tuổi rồi, ở xứ ngoài nè, ngoài 6 rồi. Bắt ngoài đường đưa nó đi được 17 tháng không có đóng tiền. Nhưng mà con thấy cái vấn đề của bé bây giờ là nó chuyển qua thần kinh này cô ơi. Qua bển rồi, à, mà ở trên trường Cai Nghiện cũng có bên đó nữa. Có bên khoa thần kinh đó. Có luôn á, ta cho vô đó đó, dạo đầu mình ta cho làm lao động này kia đâu á. Dạ. Khi mà cái lúc mà em đi lên trển thì nó về á thì nó có lúc nó chưa đỡ không con? Cũng vậy à, cũng như mình đưa đi cho nó không có đi bậy bạ, mình khỏi kiếm vậy thôi. Dạ. Như bạn nó là bạn gái á, nó là gái cái mấy bạn trai á, có tiền á cũng bao nó cũng chơi được bình thường. Phải nói con trai thì đâu có bao, đi chợ ông cấp rồi nó là gái mà. Thấy rất là tội luôn. Bởi không tưởng đâu của bé.
bữa hổm trong Tết nó qua bản ở bên Gò Đen, tưởng nó bắt đưa đi được à, nhà cái bên Gò Đen thả về mới hôm Tết nè. Có một bạn đó con chơi chung nó đó, đi 17 tháng về qua đây nè, Vũ nó chơi khỉa luôn mấy bữa Tết á. Rồi cô mới kêu công an ra, rồi bắt đầu cái nó dẫn vào bển ở nửa tháng trời. Trời ơi. Rồi bắt đầu cái tới dầm tháng Giêng thằng kia lên trường cái chở nó về. Rồi nay nó về đi có 3 tháng nó về, mẹ nó đóng tiền đi 3 tháng nó về, bữa nó có qua kiếm hai lần à. Đợt này không có Vũ với Vi đi nữa. Dạ. Nó qua chơi lại về. Rồi đi vậy nhiều khi nó có khi nào nó về nó có bầu này kia không con? Vũ nó thì không có, sợ nó đi giờ mốt rồi đi ra đường bị người ta quýnh đập nó chết này cái dục lum chứ. Khi nó đi lấy đồ của người ta đó thì lấy quần áo đó, chứ không đáng gì. Dạ. Mấy người ta không biết người ta quýnh nó. Hổm ngoài đây cũng dí mấy người quýnh rồi, giờ cái người quen đi ngang cái nói nó bệnh mà quýnh gì, không người ta không có dí. Lấy đồ dục vậy anh ta ban bán rồi bán vậy lấy đồ dục à. Hồi nãy thì tụi con cũng có nghe bé Bi chia sẻ là bị người ta đánh này kia. Nó đánh nó giấu nó nói cũng như lấy đồ tức mình mấy người kia đã đánh nó, nhiều khi đánh hỏi nó vậy tướng mới gặp mấy ông kia. Bữa hổm cái cây mà ta kêu quần áo tính lấy quất này rồi á. Cái người quen lại tới, càng không có quýnh mới nay hôm trong Tết nè. Giống như là người ta không biết á cô. Không biết ta không biết nhiều à. Người còn ta cũng bực bộ người ta tức mình á lấy đồ á. Dạ. Ta mán á ta lấy đồ. Cô đứng xích vô trong. Đã rồi. Cô thì em Bi tên thiệt là cái gì cô? Tên Quỳnh Thị Tiết Mai. Quỳnh Thị Tiết Mai ha. Sinh năm 96. 96 là. Năm 27 tuổi rồi. 28 tuổi. 28 tuổi. 27 tuổi. Trong quá là tội luôn thì trong cái lúc này là cái tuổi mà lấy chồng rồi sinh con báo hiếu cho cha mẹ, một cái tương lai còn rất là dài phía trước mà phải chịu cái cảnh này. Giờ phải nhà nước đưa đi lên trường cho nó ở chảnh thời gian rồi nó không có tiếp xúc với bạn bè. Dạ. Rồi mình lên thăm cũng biết chỗ vậy cho nó đã coi nó đỡ không chứ giờ. Tại vì gia cảnh của cô đây cũng khó khăn đi mà đưa vào đó mỗi tháng tốn tiền tới mà 5 triệu là cô cũng không có khả năng nữa. Chi? Dạ, mới là đưa bé Bi về đây. Thì hổm gầy tại vì tính gửi là coi sao rồi gửi tới 5 triệu một tháng nữa, gửi có 2 tháng nó cũng vậy à, chỉnh người ta cũng bạn bè trai nó cũng bao vậy bình thường à, có số nhét khoảng 400.000 gói á. Chỉnh dù như giờ phải có vị mạnh thường quân nào hỗ trợ cho bé vài tháng lên chỉnh cho nó vài tháng nữa cho nó bớt cái bệnh đi. Tháng chắc cô không bớt đâu mà giờ phải có người quen á đưa đi giùm bên nhà nước á, đưa đi lên miễn phí thì được cho nó ở chỉnh. Biết không có cách nào đưa đi hết. Tại vì bé Bi còn ở nhà á cô, bạn bè cứ lại rủ ghê, nhầm khi là đi 1-2 ngày mới về. Ôi, giờ này tự nó đi á, bạn nó lại vũ mấy thằng không đàng hoàng á, tối lại vũ rồi nè. Vũ cô la xong cái 3 giờ phía mới mình vô ngủ chút xíu, 4 giờ anh đi mất tiêu qua, thấy đi mất tiêu. Lại bé Bi là lâu lâu mấy thằng mấy thằng bạn mới vũ nữa. Đi. Đi qua đêm này kia thì chắc cứu chuyện này chuyện kia sẽ có xảy ra. Nó cũng lợi dụng mấy bỏ tiền. Một mai sau này về cái độc ngột cái có bầu này kia đi. Nói chung Vũ có bầu thì nó không có bầu, nếu mà có bầu cũng có lâu rồi. Chắc giờ cũng không có bầu sanh đẻ được mà sợ nó đi mấy thằng bạn xấu đó rồi bữa nào đây giết chết nữa, không chừng nó giục nữa. Sợ vậy á. Như tụi nó lợi dụng á con. Ví dụ như cũng đâu có ai mà cho không ai gì đâu. Thì nó bao đi nó cũng phải có cái gì đó nó mới bao như vậy. Thì mấy thằng kia hàng đá chứ có ai mà người ngoài Vũ đâu là ngoài Vũ nó đi. Chứ hỏi mấy người chơi hàng đá với bạn trai không à, đâu có ai bạn gái đâu. Dạ. Dạ. Gì? Quá trời sót. Bên đây là căn nhà của mình hả cô? Cô dẫn anh em vô thăm nhà cô xíu ha. Con nghe nói là nhà cô cũng dột nát rồi. Dột rồi mới lạ mới kêu thợ lại làm tính giờ cái đi quăng cho cái Bi nó qua để nở. Rồi ông đuổi rồi, ông nói không được, không đi là ông kêu chính quyền. Vậy là ông chờ lâu rồi. Ngắn này vài ngày nữa thì bé Bi sẽ không được ở bên căn nhà ông kia nữa. Ông qua đây về đây hả? Dạ. Rồi. Ông đóng cửa rồi chứ ông cũng đâu có cho ai mướn đâu, nhà bị đô thị đập mà. Dạ. Không có người lại coi, tấm giấy xa trong lỏng mà. Rồi hàng ngày cô đi bán giấy số là bán được bao nhiêu tờ? Bán được 120 tờ là được 120 mấy ngàn à. Rồi về lo cơm nước nó giặt đồ nữa. Cô ngồi đi, cô ngồi đi. Cô nói. Mà thợ mới làm. Thôi giờ phải là mới làm hai bên dắt lại cho nó kính. Cái đèn kia ơi. Nói chung là tụi con bước vào không gian nhà của cô thấy rất là nhỏ luôn và cũng được đang sửa lắp ráp lại cửa sau đó cô. Bữa hổm mà còn lập sập dữ nữa. Dạ. Rồi mới làm lại sửa rồi đó. Dạ. Chưa hai ông kia lại làm rồi cái không cho tiền ổng rồi nhưng chưa trả tiền nó để từ từ đi ông kia giờ nhà qua ổng đưa tiền trả cái hai người kia nghỉ hết là thôi. Làm được hai ngày bữa sau làm buổi bỏ chạy hết nay tháng.
Nhà thì anh em mình thấy cái phần nền ở dưới thì nó hư hết trơn nè. Ở nhà có tiền đổ cao lên, cao gần bằng bển á. Dạ, còn bên đây thì thiếp đồ nó bung hết ở này thì chú mới vừa đóng lại thôi. Chứ thì... bình thường là chắc nó giọt dữ lắm hả cô? Giọt lắm, hết ngủ luôn. Còn mưa thì giao giỏng ngủ, hết mưa vô tiếp. Nên đi nó mới qua bển ở đó. Dạ. Nhưng một phần hổm đô thị đập á, ổng mới cho qua ở chứ nếu mà nhà hổm ông làm ổng phá cửa thì ổng đâu cho qua. Giờ đô thị đập á, giờ cái nó qua bển ở, giờ cái ổng lập nóc lên để nó ở luôn. Giờ ổng đuổi đi, giờ ổng phá rồi. Giờ kêu nó qua đây cũng đã dạ. Rồi. Nói chung thì nhà của người ta thì mình ở được bao nhiêu ngày thì đỡ bao nhiêu ngày. Bây giờ thì bắt buộc là phải về đây. Giờ đây thì cô ngủ đâu rồi, tới đây nó ngủ đâu? Tính cái quan này trải tính niệm với giường cho nó ngủ đó, để cái ghế cho nó để đồ. Cô với thằng con trai ngủ ở đây. Khi cái giường này thụt xuống, hết giọt. Cô có một người con trai nữa hả? Có con trai học lớp 9, mà nay nghỉ học rồi. Là sao cho bé nghỉ học đi con? Nó học dở quá với chữ, nó học không vô, không nghỉ vậy, cho đi học nghề mà chưa có học nghề nữa. Nhưng mình học chữ không nổi thì mình đi lên Trần Thị Nghĩa, mình học nghề á. Dạ. Học nghề 3 năm, cho thời gian nó còn nhỏ vậy đó. Vậy là cô có mấy người con? Ba người mà ông anh ông nuôi hồi lúc nhỏ 10 tháng tới giờ không tính đó, nó 21 tuổi rồi, còn thằng 16 tuổi, em Bương Bi ở đây hồi đó giờ nuôi nó luôn. Vậy là em Bi là chị hai ha, chị lớn trong nhà ha? Bi là chị hai, lớn trong nhà. Còn chú thì con không nghe không nữa. Có. Có sống rồi có con rồi thôi bỏ rồi mà nó mới sống thành sao. Ba Bi thì mất lâu rồi, lúc nó 5 tuổi rồi. Nó bên đâu có cha đâu. Ba của em Bi thì mất lâu rồi ha. Mất rồi lúc nó mới 5 tuổi rồi, mất rồi. Rồi sống với ông sao rồi lúc có bầu sanh nhỏ dao cũng bỏ luôn rồi, tự lo tự sống với nó luôn luôn nữa, giờ 16 tuổi đó, tự nuôi luôn á. Vậy là mấy chục năm nay là một mình cô gồng gánh là nuôi mấy đứa con của mình. Nuôi mấy đứa này xong rồi. Có chồng như không rồi có đã rồi thôi mình cũng nuôi, không ai nuôi á. Cứ tưởng là em Bi lớn lên sẽ trả được hiếu cho phụ giúp mẹ, nhưng mà không ngờ là em nó lại... Trong nó học được cái nghề, không học chữ được, lúc nó cũng chơi game đó, nghỉ học đó, cha trốn không à, trốn học không à, học tới lớp 7 rồi, cái sản Long đưa đi học cái nghề được cũng mừng. Cho anh gì làm tóc được có tiền, phải nó không chơi, nay nó làm được bà chủ luôn rồi, nó làm có tiền lắm. Đẹp gái nữa. Đẹp gái mới hư á. Ở xã này nó đứng 9-10 đâu thua ai đâu. Dạ. Nó làm tóc nên mới 15 tuổi mà có nghề rồi. Em nó bị từ xưa giờ 7-8 năm mà cái nét đẹp của em nó vẫn còn. Chứng tỏ hồi xưa là khi mà còn trẻ em nó còn. Hồi lúc 15 tuổi tấm hình chụp đẹp lắm. Mới đi học nghề vậy á. Đưa cho công an giữ rồi đòi là không được, công an ấy luôn. Lúc đi kiếm nó. Giờ nó ốm rồi. Có bao 5-6 năm nay nó xuống tàn chứ lúc hổm còn cũng vẫn còn đẹp. Cái lúc mà chính xác mà em nó đi là lúc 14 tuổi hả con? 15 tuổi. 15 tuổi là nó chơi hàng đá rồi, nay 13 năm rồi. Mười mấy năm rồi, mười mấy năm là ảnh hưởng thần kinh rồi. Ừ. Thì nó bị bệnh thần kinh nay 6 năm rồi đó, 6 năm nó mới về nhà đó. Lúc nó chờ, nó chửi ngoài chợ, bắt đầu bạn mới đưa về nhà đó. Nó quậy nguyên một ngày một đêm luôn, bạn nó chịu không nổi mới đưa về đây, mới lên bệnh viện chợ quán khám cho nó, lãnh thuốc về cho nó uống, năn nỉ cho uống. Thuốc là thuốc không phải thuốc thần kinh, thuốc bên chị bên hàng đá. Dạ. Tháng về 500 ngàn. Mình đi lấy cái to trong bệnh viện ra ngoài nhà thuốc sát bên chợ quán mình mua về cho nó uống. Rồi hôm nay bỏ lâu rồi không uống, uống đâu có năm rồi. Rồi hàng ngày bây giờ thì cứ chiều chiều là em nó đi à? Ngày nghỉ ngày đi, lúc này ngày nghỉ ngày đi. Hai ngày thì cho 60 ngàn, giờ giảm bớt xuống cho 40, giờ hai ngày mua lốc thì tiên uống. Rồi ăn cơm thì bậy bạ thôi, sao mua đồ cho nó ăn thôi, về cho nó ăn vậy đó. 15-20 ngàn đồ ăn vậy đó, về cho nó ăn cứ chiều, tối nó về nó ăn rồi ngủ. Dạ. Chứ sáng giờ nó đâu có ăn uống gì đâu, uống không mà đâu ăn. À, là ngày ăn con cử cơm à? Ngày ăn con cử. Là mà nó không chịu ăn hay sao con? À, không nổi sao nó ngủ. Vậy chứ đi ăn hủ tiếu hay này kia đồ thì nó ăn, ăn đồ ngon, có thịt có cá nhiều thì nó ăn. Còn đồ ăn bình thường như mình, ít đồ ăn nó không ăn. Nó ăn gần chừng nửa chén cơm à, nó lớn dữ rồi. Tính ra là một ngày là cô phải chi cho FB là vài chục ngàn rồi. Đi chơi, giờ thằng con trai nữa. Nói chung cho mấy ngàn là không đủ. Thay qua đủ à. Như sáng giờ đâu có mua miếng đồ ăn nào đâu. Mua nước ngọt cho nó với
nó 50.000 rồi, rồi cho nó 30.000 như 40.000 đến 40 rồi thằng kia nữa. Mệt luôn. Dạ, vậy là 120.000 cô bán giấy số mỗi ngày là đâu có đủ đâu. Đâu đủ. Ví dụ như lúc bệnh nào thêm. Có thiếu tiền cái đâu mà mình sử dụng cô. Cái đầu hay cái đó chứ giờ nó vậy nuôi nó chứ sao vậy. Còn chung là đó. Nuôi mà mình khổ luôn không đủ chứ không thiếu nợ ai. Dạ. Không thiếu nợ đâu, dám mượn nợ đâu, mượn tiền góp trả cũng mệt đâu chứ dám trả. Ngày nào làm ăn ngày nấy rồi mượn góp được rồi mà tiền đâu mình trả. Thôi không có mượn ai á. Rồi bây giờ tiền thợ, tiền thiết này thì cô mượn hàng xóm hay là tiền của mình đã dành được chưa giờ? Mượn, ngày nào hết ngày nấy có dư đâu nữa, chán rồi nó tao ta làm một tao sống đủ bực bội. La thằng trai á. Mượn trong giấy số á, rồi mai mốt chừng nó lần lần á. Dạ. Nhà mình đưa 20 góp vậy á. Trả ta. À, là góp lại ha. Chị làm sửa cái này là hết bao nhiêu tiền cô? Tiền công hồi hổm không thì cũng hết 2 triệu rồi đó, sơ sơ không á. Cái thiết cũ lợp là không á chứ hết 2 triệu rồi. Hết 2 triệu mình mượn cũng được, hồi hổm mình mượn mình đóng tiền ra thành 2.4 triệu tiền rồi đóng mỗi ngày rồi tiền đâu xài nên không dám mượn. Mượn chỗ nào trong giấy số á, nó cho mượn á, không có lời mượn. Chứ hỏi lời tháng 400 rồi đẻ ra nữa mình không làm cho tiền nữa làm sao đủ. Hả mới làm chưa trả tiền công ông kia mới trả con ông kia nghỉ luôn không làm nữa bỏ đó. Nó để từ từ đi, cái ông bên nhà nè ổng nó giờ qua đi ổng cho 1.5 triệu gì đó thằng lấy trả mà làm xong đi hết dột tôi giờ nó qua giờ bắt đầu điện thoại ổng không xuống mới đưa tiền. À, là cái chú cái nhà cái à, bên chú nhà sát bên cho cái nhà ông đi ở ổng đủ đi ổng cho tiền nữa về đây ở đó. À, tính ra là chú cũng thương gia đình mình á. Giờ bữa ổng không xuống hết tháng rồi, bữa nay là hết tháng là hai tay là hai ngày đó, hứa ông một tháng. Cái ông xuống tôi nói chưa có làm, nói thợ người ta chưa lại hổm lại làm sao nghỉ hết rồi. Tại chủ nhật này đi làm rồi bắt đầu mới đi qua. Đợt trước ông xuống nói làm sao, chị nói làm sao. Ông bé ở bển là chị không kêu nó về cho nó hết tháng này đi. Rồi bữa ông xuống nữa mới xuống bữa hôm qua nè. Dạ. Xuống thôi ông đi vòng nhà ông về. Mà nghỉ nhà ở nửa tháng tháng vậy đâu có ai ở đâu, bởi vì ở bển chứ ổng đi cũng đóng cửa ông bỏ chứ có làm gì. Dạ. Thấy đôi lúc mà con nghĩ chắc đôi lúc mà cô tuổi thân lắm khi mà thấy con mình nuôi lớn mới lớn mà nó bị vậy. Không biết khi nào nó hết bệnh. Nuôi nó thấy nó nuôi nó tới chết thôi chừng nào chứ nó hết bệnh thì bệnh nó đâu có hết đâu. Nó giờ nó có hết thì nó đựng hết cho mấy bạn, không có tiếp xúc với bạn chơi thằng đá thì nó đã đỡ. Cũng nuôi nó thôi chứ nó đâu có làm gì ra tiền. Dạ. Em nó nói là mỗi ngày nó đi xin là có không cô? Có, lâu lâu đi là bạn bè xin tiền á, rồi đi mua quần áo rồi nhiều khi nó mua nước rửa tay á. Cho nó có 30.000 đâu đủ đâu, phải lâu lâu từng lễ mới đi xin lần. Dạ. Đi rồi bạn bè quán á, xin người cho 50-100 vậy á, mấy bạn cũ á. Thấy người ta cho á. Con thắc mắc một điều là bên chỗ ngủ của baby nó có nhiều cồn, không biết nó làm gì không? Nó mua cồn về cái nó rửa tay á, nãy tay giờ mình mẩy nó không tắm vậy, không biết nó qua bên tiệm game có tắm không ở đây. Lúc hổm thì có tắm, tối thì vẫn tắm, mà cách nay hôm Tết thì giờ nó không có tắm. Mà không biết nó đi ra đem theo bịch sữa tắm, mà không biết nó qua tiệm game nó có tắm không. Ở đây nhà tắm không có được đàng hoàng á. Dạ. Tối thì nó ra ngoài đó nó tắm xong rồi nó vô, nó xấu nó vô, mà hổm Tết giờ nó không có tắm. Nó bệnh cách nặng rồi, lúc trước thì nó tắm. Rồi nó mua gì rửa tay. Rửa tay vậy nè, tự nhiên lấy băng keo, mua băng keo, ngày nào cũng mua băng keo dán rồi vậy á. Giờ thấy chân hồi nãy nổ ghẻ quá chừng luôn à. Còn mấy cái vết xăm trên người của em là nó có từ xưa hả cô? Nó xăm hồi nhỏ, hồi đó nó xăm chỉ có cái lưng có miếng à. Dạ. Cái tay thôi. Bây giờ tự nhiên bữa hổm lúc mà nó bệnh á, nay 6 năm mà cái nó xăm cái ở trên cái trán á. Để bữa nào đổ đi xuống nó bận đồ rồi múc nước đổ, người khác đổ được chứ cô đổ nó chửi sụm không. Quần áo giặt nó cũng la nữa, bữa đem đồ giặt nó nói hư đồ nó hết, nó chửi quá chừng luôn. Bữa mình giặt xong cho nó sạch sẽ cái nó đem đốt. Rồi có khi nào mà mấy vì nó đánh cô không? Có lâu rồi, có đợt đánh. Ngày nay hết rồi. Đợt bữa báo với số tử lô giục cái bờ kinh cái giật lại quá chừng xét có 2 tợ số giấc. Dục với bà kinh ướt hay dao lấy về bán chết luôn. Trời ơi, dục xuống cái là mất vốn hên bữa hai ba người Gia La nó có đầu gịch là giấy số có 2 tờ. Cái nón lá này nè đội đã vậy mới mua 50.000 vậy xé nó đốt dậm bỏ. Dạ. Con nghe nói đôi lúc có khi leo lên nóc nhà nữa hả con? Có, nó leo lên nóc nhà, bữa hổm nó leo 1 lần, 2 lần. Anh ba mà anh thấy chứ cô đi bán cô đâu thấy, nghe về kể. Được rồi, vô lại dịnh phụ cho. Dương cũng đi qua bển rồi trời.
là mình cực quá. Baby bây giờ nó phải giống như là phải cách ly nó với bạn đó, phải đưa nó cách ly tới nơi mà giống như là cho nó sống không có dính líu gì tới mấy cái chuyện đó nữa, rồi từ từ nó tinh thần ổn định rồi từ từ nó hết à. Tại vì có đôi lúc nó tỉnh, có đôi lúc nó mơ. Nếu mà nó không chơi nữa, nó không tiếp xúc với mấy người đó nữa, nó tỉnh nó biết hả? Từ từ nó tỉnh lại, nó sạch sẽ kỹ lưỡng lắm. Dạ. Không thấy đồ bển nó ship cũng ngăn nắp, chỉ có một cái là không thấy tắm thôi. Nó bữa nào kêu ai đổ nước, nó ngồi lấy 2-3 thùng nước đổ cho nó tắm chứ. Cho nó không thấy nó tắm không biết. Kì kì, lúc hổm nó còn tắm, sao lúc này nó không tắm. Mình khi qua dọn đồ nó cái nó chửi. Lúc trước nó đốt đồ cô còn lần hai lần à. Cái cô đem gửi đồ lúc này hết đốt rồi. Còn giấy tờ đồ này kia, thay xanh hay này kia đồ đem gửi đâu để nhà. Mình khi nổi cơn lên nó lấy nó đốt rồi mình đâu có làm ra được. Vậy là bình thường là bé Bi là không có gì hết hả cô? Chỉ khi mà đi chơi đêm với bạn về này kia và mới nổi cơn lên. Là nổi cơn nhiều. Bình thường này nó cũng bệnh, nó nói chuyện mình nó mệt. Còn nếu mà đi chơi với bạn nó về mà cho chơi hàng vô á thì nó thức sáng đêm luôn á. Hai bữa thỉa luôn, nó nhảm nói chuyện suốt đêm luôn. Một nó nói à, nó với khang tiếng luôn tới sáng, có đầu bữa sau nữa, hai bữa sau nó mới hết. Là biết nó có chơi rồi đó. Chắc nó là... chơi giờ dễ biết lắm. Nó thức không rồi nó không ngủ, vậy nó không ăn nổi nữa. Lúc trước nó hút thuốc ngày hai gói luôn á, tay nó vàng luôn á. Sợ khiến sao bỏ thuốc rồi, hút quá chừng qua nơi đất luôn. Hút rồi mình nằm ngủ đây mà nó hút đó nó chịu không nổi luôn. Thì nó quạt nữa. Giờ từ ngày nó qua như bên nhà quan tới giờ nó không có xài quạt nữa. Hồi đó là cái quạt nó để nó quạt sáng đi nha. Giờ quạt có đậu nó hút thuốc ngồi hút á, ngày tiếng á. Ngủ đây, khối bay lại mình không à. La nó không được. Sao cô không la bé này kia gầy bé để cho bé đừng có hút thuốc nữa? Nó bỏ lâu rồi, ai mà la nó được. Giờ muốn làm người khác la chứ nói nó chửi. Hiện tại bây giờ thì là bé Bi là đã bỏ hút thuốc rồi hả cô? Bỏ thuốc rồi, không hút nữa, nay cả năm rồi, không hút nữa. Rồi hàng ngày cô bán vé số rồi cơm nước của cháu đây ai lo? Về nấu cho nó ăn. Nó hồi lúc đi bán là nó ngủ rồi, tới trưa nó mới dậy. Rồi cái về đi mua nước đá, hai bữa đi mua nấm ngọt để cho nó uống vậy đó. Khoảng thời gian gần đây là cô thấy bạn bè của bé Bi có lại rủ ghê bé đi đâu chơi nữa không? Không, không có lợi. Chỉ sợ nó đi ngoài đường, bữa hổm có bạn nó lợi, có nay cả tháng có bạn nó lợi. Bạn thằng nào lạ không biết nữa, khi nó lại rủ bé Bi đi á. Nhiều khi ngoài đường nó đi chơi mình đâu biết đâu, lúc trước thì có, lúc này thì ít. Cô thấy cái cổng rào ở ngoài đó cô, cô mua khóa ban đêm cô ngủ nè, cô khóa cổng rào lại. Bạn bè nửa đêm này kia có lại rủ ghê á, thì cô không có ra ngoài được á. À, lúc này không có đâu. Bữa nó cũng dọn về đây rồi, ổng đâu có chở nữa. Tại vì mà bé Bi á, sợ nước á, không dám tắm á, là cũng tiến triển gọi là nó cũng nặng hơn rồi đó. Cho nên là mình cũng trông bé này kia, đừng cho bé tiếp xúc với mà chất cấm nó nhiều quá để mà không may. Sợ đi, nó đi ngoài đường, giờ buổi chiều buổi tối nó đi chứ tối thì hôm nay không có ai là vũ, cô thức canh nó về nó ngủ thôi à, không ai á, có lợi cô biết. Nói chung hiện tại bây giờ là cô là mong muốn là có một ai tài trợ hoặc là địa phương gì đó là đưa bé My đến một nơi nào đó cải tạo tốt hơn để mà xa lánh bạn bè như ở đây hả cô? Cho nó ở một chỗ cho mình biết vậy đó, ổn định mình ở đây mình làm, mình khỏe, mình khỏi lo, khỏi giàu, đừng lo cho cái thằng em đó. Vậy thôi chứ không có mong muốn gì. Chứ mà ở đây cô hàng ngày thì bán cái số nè, tiền không có bao nhiêu, về lo cơm nước rồi phải trông chờ bé My ban đêm nó không có ngủ ghê gì hết, sợ người này kia lại lôi kéo này kia. Nên là cô cũng quyết định là có cơ hội hoặc là ai giúp đỡ gì đó là đưa bé đi cải tạo. Chỉ cần là cho cô biết cái vị trí mà bé My đi là chở thôi. Cũng lo cơm nước cho nó ăn này kia, mình biết nó rằng cho nó không có tiếp xúc bạn bè thôi, đỡ mình. Nó nhiều lúc nó đi vậy biết được ai mà đi kiếm nó được. Nó đi kiếm sao đi nổi. Nó đi nó đầu này đầu kia đi thì nổi thôi, bỏ nó. Có nhiều người sao nó không nhốt nó nhà xiềng, nó xiềng gì trời. Nó la lạng sớm sao cho nổi. Nó cũng đâu có phá gì của ai đâu. Con cái của mình mà thấy bé My cũng có lúc tỉnh này kia, ai đâu mà nở xiềng xích. Xiềng gì hỏi nó ngủ đã vậy nó đi vòng nó có phá gì đây, ai đâu mà xiềng. Dạ. Có nhiều người ta nói nó không la nó quýnh cái gì. Tại vì con đến đây á, cũng không thấy có bé My ở nhà, bé Bi ở nhà. Rồi không biết là khi nào bé Bi mới đi về đây ha. Giờ nó chơi tiệm game bển á, giờ nó qua bển chơi tiệm game rồi đó. Rồi nếu qua bển là gặp nó tiệm game ngay chỗ chợ Thân Bạc, chạy thẳng lên dốc cầu. Nó chạy tới đường T, đường 7 á, đường 7 bên 40 mẫu á, có cái tiệm game nè. Tiệm số xe có tiệm game rồi nó ngồi chơi trong á.
có để chị tiệm game á, mấy bên trái nè. Nhưng bé mà khi tối tối thì chưa về á, cô có hay có đi kiếm bé về không? Có nhiều khi đi qua bển không thấy nó, ít đi kiếm lắm, tại nó đi thường thường nó về, nó đi bộ về á. Cô nhiều lúc cô cũng mệt rồi, cô nằm nó cô nghỉ chứ đâu đi kiếm nó đâu, đi thì đi qua tiệm không có nó thôi, về biết được nào đi kiếm nó nữa. Lúc là trước cô đi, lúc này nó đi nó về không có kiếm. Đi tới 9-10 giờ, 7-8 giờ nó về, có khi 7 giờ. Mệt 7 giờ lắm, đi 9-10 giờ không à. Là nó về, nó đi bộ, bệnh bển về. Lúc đó là bé bị về nhà, nhưng mà cô thấy tự nhiên là bé nói chuyện một mình la này kia là biết là bé đã sử dụng rồi, phải không? Lúc đó mình cũng kìm nén canh bé tới sáng thôi chứ đâu có làm gì được bé đâu. Ngủ mình nằm đây tại nhà xa, nó ở bển, nó chuyện sáng đêm bển. Hôm nay ở bển luôn nên nó ở mình cho thoải mái á. Ở bển muốn làm muốn lút đèn đốt. Cái đèn mới gắn đây, lúc trước chưa có bóng đèn, bên đây cô chuyện qua, ổng mới gắn 2 tháng nay á. Xài nước cũng của ổng luôn á. Ông chủ nhà bển. Con thấy ở phía sau đó là mình nhà tắm, toilet mình có không? Rồi xách nước lượng chẩn xuống. Lúc hổm là xách xài nước của em. Rồi xài lúc trước nó xài dữ lắm. Nó xài nó mở vào nước nó bỏ à. Một tháng 15 khối. Tháng thôi xài đâu 4 khối vậy. Xài tới 15 khối thì bắt đầu thôi cúp rồi không có xài bên nhỏ em. Rồi bắt đầu ông bên đây cũng cho xài, xài bên đây, trong nhà nè. Rồi tổng kết giờ sao thấy nó không có tắm, không hiểu nổi luôn á. Lúc trước thì xách cho nó tụt nước thì nó tắm hết rồi, có cô xách không à. Xách phòng nó thụng trong nhà tắm. Nhà tắm nó cũng như là cái dạng như là chưa có kín đáo á, như là tường xây á, nó không có vô. Con thấy sơ sài quá, có một tấm màn che lại à. Đi tiểu ngoài, tại ở khúc sau đâu có ai đâu. Tại con gái nữa, cũng mới lớn, cũng sợ cái tấm này kia. Nói chung chứ tấm nó thì không ai thấy, bên nhà mơ ba thì bên kia giờ nó phức rồi. Mà đó, lý do sao mà không tết giờ nó ít tấm không biết. Dạo này hai con ngoại chơi net rồi đem bịch xà bông, sữa tắm này kia, ra tiệm net. Không biết giờ tiệm net có tấm không à. Không biết thì họ ở ngoài có tắm không, không biết mà đem đằng nào đi cũng đem theo bịch sữa tắm nè, đem theo cầm tay với tiền khẩu trang đi. Nãy giờ đi lên chảnh về xong rồi giờ mới vừa thay đồ đi, chắc đi qua tới bển à. Thì bữa nay anh em tụi con xuống đây thăm cô cũng như là thăm bé Bi á, cũng biết được cái hoàn cảnh của gia đình mình vậy. Thì tụi con sẽ chia sẻ cái đoạn clip này nhờ quý mạnh thường quân, ví dụ như có ai mà hữu duyên á, gia đình mình đủ duyên á thì hỗ trợ cho gia đình mình một phần nào đó, hỗ trợ được cái gì thì hỗ trợ cái đó với cô. Giờ có ai hỗ trợ, có quen ai đưa nó đi giùm, cô cảm ơn rồi. Khỏi cần hỗ trợ vậy, đưa đi giùm lên chảnh rồi cô khỏe à. Mang cho bạc tỷ rồi chứ. Đưa đi cho nó có chỗ ở ổn định. Con là có thể là người nào có quen này trên đầu ra có thể giúp đỡ đưa nó đi giùm á, miễn phí á, cho nó ở chảnh chừng 17 tháng nó về là đỡ cô. Mừng rồi đó. Bằng trúng số 2-3 tỷ rồi, không cần nha. Dạ. Cô chỉ mong như đó thôi. Còn nhà thì dột thì cô ở vậy được rồi, để nó không dột được rồi. Không có xe xua rồi đó. Dạ. Đó, cô nói chuyện với anh em mình mà cô xúc động, cô khóc nãy giờ luôn á cả nhà. Ngày lúc còn đêm đâu ngủ được đâu, lo dâu lắm. Cô này đó giờ sống này chứ, hồi sanh tới giờ lo, tự lo mình rồi. Chứ anh em không mượn ai đồng bạc nào. Có ăn có thôi à. Chung là cực khổ của mình mà bao nhiêu mình cứ gánh chịu hết á. Mẹ nhà gánh nó giáo mà gánh hồi đó. Còn mẹ thì gánh gia đình làm như khổ á. Ba bốn người anh trai có một con gái à. Con trai nó hiếp mình á. Dạ. Nó lại cho chứ mình thằng em bảnh đứng dưới tờ chứ đâu có đứng đâu. Lỡ má nó chết là đứng, nó đứng chung này nè. Mốt mà nó có cầm bán thôi lên đất này nó chết luôn, đủ đi luôn nè. Không có đứng gì á. Cỡ cỡ mà nó không xa đâu. Đó của anh Năm. Ông Năm ông bán hết rồi, miếng này miếng kia hết rồi. Miếng gì à, chú Út? Dạ. Nhén hả? Thì coi bây giờ con tạm thời anh em con gửi cho cô thêm một ít tiền ha. Nãy cũng có gửi tiền cho baby rồi mà không biết là thôi được rồi con ơi. Nó vậy thôi, con gửi cho cô thêm ít tiền ha. Để cô mua đồ ăn cho bé ha. Đây. Còn nếu mà có mạnh thường quân nào hỗ trợ thêm nữa thì anh em của con sẽ ghé hỗ trợ tiếp cho cô ha. Rồi. Cảm ơn con nhé. Tại bây giờ thì cô cũng đang phụ chú sửa cho xong cái nhà sau nên là tụi con cũng xin phép cô là kết thúc đoạn video ở đây. Xong mai đi chứ để bỏ không ai làm. Dạ, cảm ơn con nhiều. Dạ rồi. Con chào cô nha cô. Đây thì cô cũng nhờ sửa dùm cái nhà sau, đây là cái nhà nên là cô cũng đang bận biểu á. Đấy mà mấy anh em mình cũng tạm dừng cái cuộc trò chuyện với cô ở đây để phụ cho chú ở đây nè, xây cho xong cái phần này. Đây là cô nói là chỉ những cái miếng tôn này cô lụm
tạm bợ của người ta về cô chèn ép thôi. Như cái nhà như cũng nhìn thấy đây là kèm vô 2-3 miếng tôn nè. Phải nói là cái không gian nhà bếp của cô là không có chỗ nào để mà nấu nướng luôn nha, không có nhà bếp luôn. Đây là chỗ ngủ của bé trai. Cô tạm thời đang ở nhà nên là dọn đồ vào đây. Đây là chỗ ngủ của cô. Và nhà của cô chỉ có bấy nhiêu đây thôi, nhà là hết rồi các nhà. Thì bây giờ thì cũng khá là trễ rồi, Tài cũng xin phép với cô chú anh chị đã kết thúc video ở đây. Xem cả nhà trong những video tiếp theo về câu chuyện của gia đình cô với mà bé Bi ở đây nha với cô chú anh chị.